Hòa chung không khí nhộn nhịp cùng lượng khách hàng đông như trải hội tại Malaysia đây các chị ơi. Hiện tại Malaysia đang quay livestream cận cảnh lượng khách hàng đông như trải hội cho các chị em mình cùng xem nha. Và bây giờ là đã 10 giờ 21 phút rồi các chị ơi, mà lượng khách nhà Malaysia đã đông như trải hội như thế này. Malaysia làm chất lượng thật, làm đẹp thật, làm xinh thật thì lượng khách mới đông như thế này đúng không các chị? Lượng khách đông là minh chứng cho chất lượng dịch vụ tại nhà Malaysia. Và các chị ơi, các chị đừng quên nha, hiện tại là nhà Malaysia đang diễn ra chương trình giảm giá ưu đãi từ ngày 10 tháng 6 năm 2023 và kết thúc là ngày 18 tháng 6 năm 2023. Và chương trình ưu đãi như sau: giảm giá 30% và hóa đơn sẽ online đối với những khách hàng đến chi nhánh một người, và giảm giá 40% đối với những khách hàng đi đến chi nhánh làm dịch vụ nhóm 2 người nha các chị, và giảm giá 50% đối với những khách hàng đi nhóm 3 người đi đến chi nhánh làm dịch vụ. Và các chị ơi, hiện tại là Malaysia sẽ giảm giá 20% cho tất cả các dòng sản phẩm của Doctor Magic và các bộ sản phẩm siêu hot hit, ví dụ như là bộ combo N3 giảm giá sau chỉ còn giá là 2.100.000 đồng, bộ combo B1 dưỡng trắng dưỡng sáng làn da chỉ còn với giá là 1.550.000 đồng, bộ combo C1 làm sạch bộ có máu gạo tiền làm sạch da nhà Malaysia giảm giá chỉ còn 999.000 đồng, bộ combo S4 bộ hỗ trợ là cho những cái làn da sẹo rỗ giảm giá chỉ còn là 2.200.000 đồng, và bộ combo B17 hỗ trợ loại bỏ mụn trên da giảm giá chỉ còn là 1.300.000 đồng. Và các chị lưu ý giúp cho Malaysia nha. Hiện tại là Malaysia đang có chương trình ưu đãi đối với những khách hàng mua hóa đơn sản phẩm trên 2.500.000 đồng. Malaysia sẽ hỗ trợ gửi tặng cho các chị một cái thẻ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại, dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại. Cái thẻ này thì nó sẽ có giá trị là 800.000 nha các chị. Đồng thời những khách hàng nào mua hóa đơn trên 3.500.000 đồng thì Malaysia sẽ vừa gửi tặng cho các chị một cái thẻ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại kèm theo một cái em sữa tắm bột may siêu sáng mịn. Chương trình Malaysia đang diễn ra ưu đãi nha các chị, cho nên là trong khoảng thời gian từ ngày 10 tháng 6 năm 2023 đến ngày 18 tháng 6 năm 2023 các chị tranh thủ đưa di chuyển đến các cơ sở gần nhất của Malaysia để làm đẹp nha các chị. Hiện tại là Malaysia có 15 chi nhánh trải dài trên toàn quốc và Malaysia có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm mỹ. Các chị có thấy không ạ? Lượng khách em đang quay là đông như trải hội, tất cả lượng khách ở trong quầy bao gồm cả lượng khách chờ. Các chị em của mình bây giờ mới chỉ có 10 giờ 24 phút thôi nha mà lượng khách nhà Malaysia đã đông như thế này. Nhưng mà các chị yên tâm, khi mà các chị đến với chi nhánh làm dịch vụ, lượng khách đông nhưng mà các chị sẽ không phải chờ đợi lâu, bởi vì khách đông nhưng mà chuyên viên nhà Malaysia cũng rất là đông nha các chị. Đảm bảo là các chị sẽ không phải chờ đợi lâu, đến là mình sẽ được phục vụ, được các bạn lễ tân nè. Các bạn lễ tân sẽ đưa các chị vào quầy và các chị vào quầy sẽ được tư vấn rõ ràng. Khi mà tư vấn xong thì sẽ được đội ngũ lễ tân đưa lên phòng buồng để làm dịch vụ. Và các chị ơi, những chị em nào mà đang có một cái hàng chân mày hơi thưa thớt hoặc là một cái hàng chân mày của mình nó không đều màu, nói chung là mình vẽ chân mày không được đồng đều, mình di chuyển đến các cơ sở gần nhất của Malaysia để làm dịch vụ phun mày chạm hạt xương mây công nghệ độc quyền tại Malaysia, ưu đãi giảm giá chỉ còn là 630.000 đồng. Đối với dịch vụ phun môi tán màu lai tết nhà Malaysia, ưu đãi giảm sâu từ cái giá là 1.300.000 đồng, trên phiên livestream này áp dụng chỉ còn là 910.000 đồng. Còn chị em nào mà đang có một cái làn da sạm nám tàn nhang đồi mồi, da không đều màu, mình sử dụng dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ tiên tiến hiện đại tại nhà Malaysia đang được ưu đãi giảm giá từ cái mức giá là 800.000 đồng, giảm sâu trong phiên livestream này chỉ còn là 560.000 đồng. Còn những chị em nào mà ngoài cái dịch vụ chăm sóc da nhà Malaysia nè, phun mày phun môi nhà Malaysia, Malaysia còn có dịch vụ tiểu phẫu giải phẫu thẩm mỹ nữa nha các chị. Những chị em nào mà đang có một cái đôi mắt nó bị sập mí, hồi thanh xuân của mình là mắt của mình 2 mí, nhưng về lâu về dài theo thời gian theo năm tháng mắt của mình nó đổ da dư từ trên khung chung mày xuống, làm mắt của chi trắng tầm nhìn của các chị, ảnh hưởng tới tầm nhìn, ảnh hưởng tới gu thẩm mỹ, thì mình đến Malaysia để thực hiện dịch vụ cắt treo nâng cung chân mày. Đối với dịch vụ cắt treo nâng cung chân mày, nhà Malaysia cũng ưu đãi giảm giá luôn nha, từ cái mức chi phí là 8.700.000 đồng, hôm nay trong phiên livestream này giảm sâu cho tất cả các chị chỉ còn với mức giá là 4.000.000 đồng. Còn những chị em nào đang có một cái bờ mi dưới bị bập, lượng mỡ mi dưới nhiều làm cho gương mặt của mình trong u sầu u buồn, thì mình đến các cơ sở gần nhất của Malaysia để làm dịch vụ cắt da dư bọng mỡ mi dưới nha các chị. Đối với dịch vụ cắt da dư bọng mỡ mi dưới thì Malaysia hỗ trợ ưu đãi giảm giá cho các chị từ cái giá là 8.700.000 đồng, giảm sâu giảm mạnh chỉ còn với mức giá là 4.000.000 đồng. Còn những chị em nào đang có một cái sống mũi
mặt mình không được thanh thoát do cái sóng mũi thì mình đến các cơ sở của Malisa để làm dịch vụ nâng mũi siêu tạo hình nanofoam. Đối với dịch vụ tạo hình nanofoam, dịch vụ nâng mũi nhà Malisa ưu đãi giảm giá từ mức giá là 18 triệu đồng, giảm sâu giảm mạnh chỉ còn với mức giá là 9 triệu đồng. Các chị ơi, nhanh chân đến các cơ sở gần nhất của Malisa nha các chị. Còn những chị em nào trên phiên livestream này mình muốn mua sản phẩm, mình để lại mã sản phẩm kèm theo số điện thoại. Chị Mai Vlog ơi, kem hỗ trợ số thăm quần mắt M21 giá hiện tại ưu đãi chỉ còn 480.000 đồng. Chị để lại M21 kèm theo số điện thoại trên like. Còn những chị em nào đang có một cái làn da nám nè, da mình bị sạm, da không đều màu, da nám đinh, nám mảng tàn nhang rồi ngồi, sử dụng ngay bộ combo N3. Bộ combo N3 nhà Malisa cũng đang giảm giá ưu đãi cho các chị luôn nha. Từ cái giá là 3.900.000 đồng. Hôm nay trong phiên livestream này giảm sâu giảm mạnh cho tất cả các chị, chỉ còn với mức giá cực kỳ là ưu đãi luôn, 22.100.000 đồng. Các chị ơi, mình muốn mua bộ combo sản phẩm N3, mình để lại N3 kèm theo số điện thoại trên like. Malisa sẽ gọi hỗ trợ chốt đơn cho tất cả các chị. Còn những chị em nào mà đã có một cái làn da không có nám, da của mình hơi đen nè, hơi sạm nè, sử dụng bộ combo B1 nhà Malisa nha các chị. Bộ combo B1 nhà Malisa đang được ưu đãi giảm giá từ cái giá là 2.700.000 đồng. Hôm nay trong livestream này để lại B1 kèm theo số điện thoại, Malisa ưu đãi giảm giá cho tất cả các chị chỉ còn với mức giá là 1.550.000 đồng. Các chị ơi, hiện tại là lượng khách nhà Malisa rất là đông nha. Ở đây là nhà Malisa làm có đẹp thật, có xinh thật thì lượng khách mới đông được như thế này đúng không các chị? Khi mà các chị làm về, Malisa làm đẹp cho các chị có thể là giới thiệu cho con nè, con giới thiệu cho bạn bè người thân, người bạn bè người thân lại giới thiệu cho đồng nghiệp, cứ như vậy và cấp số nhân lên. Chứ mà Malisa tuyệt đối không BR, không quảng cáo và tuyệt đối là không dùng chiêu trò để thu hút khách đâu các chị. Đây là người thật việc thật 100%. Hiện tại là lượng khách nhà Malisa đang rất là đông, lượng khách đông như chảy hội nha các chị ơi. Cho nên là mình muốn làm dịch vụ nào hoặc là mình muốn mua sản phẩm nào có thể là comment lại dịch vụ kèm theo số điện thoại trên like. Muốn mua sản phẩm nào thì mua comment lại sản phẩm kèm theo số điện thoại trên like. Các chị ơi, nếu như mà các chị đặt mua dịch vụ thì các chị đặt mua dịch vụ thì các chị cứ để lại cho em mã dịch vụ kèm theo số điện thoại, hoặc là các chị đặt mua sản phẩm thì cứ để lại cho em là mã sản phẩm kèm theo số điện thoại nha. Các chị thấy không ạ? Đây là lượng khách tại nhà Malisa. Các chị thấy là tại một chi nhánh nhà Malisa mà đông vui nhộn nhịp như này không các chị ơi? Làm gì có thẩm mỹ viện nào mà tới giờ này rồi mà vẫn còn khách ngồi đợi như này, ngồi chờ làm hồ sơ để mà được lên lầu làm dịch vụ như các chị. Mặc dù á là từ sáng tới giờ Malisa đã giải quyết được rất là nhiều lượng khách rồi đó, cũng phải là giải quyết được khoảng tầm là chục lượt khách rồi, nhưng mà hiện tại các chị thấy mà khách vẫn còn đang ngồi chờ rất là đông luôn. Thì các chị ơi, cái chương trình ưu đãi này quá hot đi, phải nói là một năm chỉ có một lần, nhưng cái dịp kỷ niệm Malisa thành lập 25 năm, Malisa đã được 25 tuổi rồi đó các chị. Thì cũng cảm ơn tất cả những chị yêu nào mà trong suốt thời gian vừa qua các chị đã tin tưởng, tin yêu, ủng hộ dịch vụ cũng như là sản phẩm nhà Malisa nha. Thì bằng một cái lời hành động thiết thực nhất, đó là chị Malisa giảm giá mạnh, giảm giá sâu cho tất cả những cái dịch vụ làm đẹp, giảm 30% cho tất cả những cái dịch vụ làm đẹp của nhà Malisa, hoặc là giảm 20% cho tất cả những cái sản phẩm của rất là mới xuất nha các chị. Mua càng nhiều giảm càng sâu, mua hóa đơn trên 2.500.000 đồng các chị sẽ được tặng kèm theo một cái thẻ chăm sóc làm đẹp da công nghệ cao. Mua tổng hóa đơn sản phẩm trên 3.500.000 đồng các chị sẽ được tặng kèm theo một cái chai sữa tắm bọt mây siêu sáng mịn, và kèm theo nữa là một thẻ chăm sóc làm đẹp da bằng công nghệ cao nha. Đây, khi mà các chị đến trực tiếp tại nhà Malisa làm, không chỉ riêng chi nhánh này đâu mà là 15 cơ sở. Đầu tiên là các chị sẽ được bóc số thứ tự nha. Ở đầu cửa là sẽ có những bạn nhân viên để mà phát số thứ tự cho tất cả các chị mình. Sau đó các chị sẽ ngồi chờ gọi số vào trong quầy để mà mình làm hồ sơ tư vấn nha các chị. Các chị muốn làm dịch vụ nào thì sẽ có các bạn chuyên viên tư vấn tại nhà Malisa. Các bạn sẽ tư vấn rõ cho các chị hiểu này về công nghệ, về dịch vụ của nhà Malisa. Khi các chị làm công nghệ đó, làm dịch vụ đó thì khi các chị lên lầu dịch vụ, các chị sẽ được làm những gì nha. Rồi sau khi làm hồ sơ xong, các chị sẽ được lên thang máy, lên lầu dịch vụ để mà mình được làm dịch vụ như các chị yêu nha. Thì các chị yên tâm, nhiều chị cứ hỏi là em ơi, chị ngại quá à, khách hàng đông như vậy thì làm nó có lâu không em? Yên tâm như cái gì, Malisa là một thương hiệu 25 năm rồi, cho nên là lượng khách lúc nào cũng đông. Bởi vậy nên là Malisa luôn chuẩn bị kỹ lưỡng nha các chị nha. Lực lượng nhân viên Malisa cực kỳ đông luôn, cho nên là khi mà các chị đến, các chị làm đẹp, các chị không sợ phải chờ đợi lâu đâu nha. Không sợ phải chờ đợi lâu đâu nha các chị. Ai đến trước bốc số trước thì mình lên làm trước, ai đến sau bốc số sau thì các chị sẽ làm sau nha. Còn nếu như chị em nào mình lo lắng là trời ơi, bận công việc quá à, mình chỉ sắp xếp thời gian đi được có một buổi thôi, mà hiện tại Malisa đang có cái chương trình ưu đãi như thế này,
thì các chị có thể là đặt mua online cũng được. Mình đặt mua dịch vụ online cho em nha, bằng cách là các chị muốn mua dịch vụ nào, phun máy, phun môi, làm đẹp da công nghệ cao thì cứ bình luận ở trong cái livestream này cho em, sẽ có nhân viên Manisa gọi điện cho các chị và gửi hóa đơn cọc về tận nhà cho các chị luôn nha. Đó, các chị có thấy một cái cơ sở thẩm mỹ viện nào mà đông như trải hội tại nhà Manisa không ạ? Hiện tại lượng khách đông như này thì đây là một trong những cái minh chứng rõ ràng nhất cho chất lượng dịch vụ cũng như là sản phẩm nhà Manisa nha. Nếu như em làm cho cái chị không đẹp không xinh, làm cho cái chị không tốt và đặc biệt nữa là làm cho cái chị không tỉ mỉ, không tận tâm, không tận tình thì đảm bảo là khách hàng đến một lần là khách hàng cũng quay mặt mà đi. Chưa kể là em mất luôn những cái chị khách xung quanh đúng không? Để mà kinh doanh được về lâu về dài thì chắc chắn không phải là chỉ làm đẹp cho một chị mà là phải làm đẹp cái hàng triệu chị, để cái chị mang cái tác phẩm đẹp đó, cái chị đi gặp người này người nọ người kia, cái chị giới thiệu tác phẩm đẹp đó cho Manisa nha. Em làm cho cái chị một cặp chân mày đẹp thì cái chị đi làm, cái chị gặp đồng nghiệp hoặc là cái chị gặp người thân của mình, người ta hỏi làm cho mày ở đâu đẹp vậy thì cái chị giới thiệu Manisa chứ đúng không? Có như vậy thì khách hàng mới tin tưởng, thay vì bây giờ em đăng hình lên em quảng cáo thì đó cũng chỉ là hình ảnh thôi, mà hình ảnh thì có thể là dễ dàng chỉnh sửa được nha. Còn khi mà người thật mắt thấy tai nghe thấy được à mình có người nhà của mình đến Manisa làm đẹp thiệt sự thì cái chị sẽ tin và cái chị đến Manisa làm đẹp, thì đó là cái phương thức kinh doanh tại nhà Manisa. Một chị giới thiệu nhiều chị lại tiếp tục giới thiệu thêm nhiều chị nữa, cứ như vậy cấp số nhân lên. Manisa sẵn sàng làm đẹp cho cái chị hàng hiệu giá bình dân thôi, để cho tất cả các chị mình ai cũng được đẹp và ai cũng được xinh, nhưng mà không còn phải bỏ ra quá nhiều chi phí nha. Và các chị ơi, mình muốn mua dịch vụ nào thì cứ để lại cho em là mã dịch vụ kèm theo số điện thoại. Phun chân mày bây giờ còn có 630 thôi nha các chị. Phun mày chạm hạt ở sân bay tại nhà Manisa chỉ còn với giá 630.000 đồng là các chị đã có ngay một cặp chân mày đẹp vạn người mê rồi nha. Thay vì mỗi sáng các chị phải ngồi tô vẽ chân mày đúng không, mình không có biết được là cái dáng chân mày nào nó phù hợp cho gương mặt của chúng ta, và cũng không biết được là khi nào vẽ nó cũng đều nhau đâu các chị. Chưa kể là các chị vẽ thì nó chỉ bằng chì thôi mà, đi trời mưa như thế này đụng nước mà nó trôi ra mồ hôi tí là trôi, thì thôi các chị bỏ ra 630.000 đồng các chị đến ngay Manisa đi, các chị sẽ được đội ngũ chuyên viên tay nghề cao gu thẩm mỹ giỏi, người ta sẽ biết được à cái chân mày này, cái khung xương này thì phù hợp với cặp chân mày nào, để làm cho các chị một cặp chân mày phù hợp với gương mặt của các chị nha. Rồi ai mà môi chưa làm qua, đặc biệt là những chị em nào mà các chị xài son lâu năm, bây giờ môi bị thâm, môi tái, môi bột màu đúng không, mình không tự tin với bờ môi của mình, thì các chị ơi đứng ngay với Manisa đăng ký cho em dịch vụ là phun môi tán màu ở Lai Tết thì các chị, chi phí làm môi chỉ còn 910.000 đồng thôi nha các chị nha, giá giảm 30% cực kỳ hấp dẫn luôn. Và cái công nghệ phun môi tại nhà Manisa là chỉ đi một lớp màu một mỏng nhẹ siêu nano trên bề mặt da của các chị, tuyệt đối không đi đậm màu, không đi dày màu nha. Cho nên là các chị đừng có sợ là em ơi làm môi xong có bị đậm không em, em ơi làm môi xong có bị già bị dữ không em nha, làm môi cực kỳ nhẹ nhàng và tự nhiên luôn. Chi phí làm môi chỉ còn với giá là 910.000 đồng thôi. Chị Vũ Thị Nguyên ơi, dịch vụ cắt mắt hai mí tại nhà Manisa đang giảm chỉ còn 4.500.000 đồng nha. Chị để lại cho em cú pháp là cắt mắt kèm theo số điện thoại hay là tạo mắt hai mí kèm theo số điện thoại trên livestream mà giúp em nha. Chị Nguyễn Mạnh, nông cung chân mày ưu đãi khuyến mại chỉ còn với giá là 4.000.000 đồng, 8.700.000 nhưng Manisa đang ưu đãi khuyến mại chỉ còn 4.000.000 đồng thôi. Các chị ơi, nếu như các chị chưa đến được thì các chị cứ đặt mua dịch vụ online cho em bằng cách để lại cho em là mã dịch vụ kèm theo số điện thoại, phun mày, phun môi, phun mí, làm đẹp da công nghệ cao hoặc là những cái dịch vụ giải phẫu tiêu phẫu thẩm mỹ, thì các chị cứ để lại số điện thoại trên line này cho em nha. Để lại giải phẫu tiêu phẫu thẩm để lại số điện thoại trên line này cho em, sẽ có nhân viên Manisa gọi điện cho các chị và gửi hóa đơn cọc về tận nhà luôn. Hóa đơn cọc này các chị yên tâm 4 tháng lận. Ví dụ như bây giờ chương trình ưu đãi là đã 4 ngày rồi đúng không? Là còn 4 ngày nữa là kết thúc ưu đãi. Nhưng nếu như mà các chị không mua dịch vụ á thì sau 4 ngày khuyến mãi này các chị muốn đến làm thì tất cả những cái dịch vụ nó sẽ quay trở về với cái giá bình thường. Còn nếu như ngày hôm nay các chị đặt mua dịch vụ thì Manisa sẽ gửi một hóa đơn cọc về tận nhà. Thì có hóa đơn này các chị cứ giữ đó cho em 4 tháng. Rảnh tháng nào các chị cầm thẻ này đến với tất cả 15 cơ sở Manisa, áp dụng cho 15 cơ sở luôn. Các chị vẫn sẽ được làm đẹp với cái giá cực kỳ là ưu đãi là giảm 30% cho tất cả các chị của mình nha. Rồi những chiều nào ngay tại livestream này của nhà Manisa, các chị ơi muốn đến nhà Manisa mà chưa có điều kiện á, hoặc là mình chưa thu xếp được thời gian, mình có thể mua cho em ngay tại cái livestream này nha, bằng cách để lại cho em tên sản phẩm, tên dịch vụ kèm một số loại cho em, các chị vẫn áp dụng được chi phí giảm nha. Đối với sản phẩm thì nhà Manisa giảm đồng loạt từ Bắc vào Nam, kể cả ngay tại livestream này đều giảm 20% cho các chị. Phơm môi N3 từ giá là 3.900.000
500.000 đồng, nhà Marisa sẽ ưu đãi cho con 2.100.000 đồng thôi. Hồ B1 là bộ làm trắng làm sáng da, từ chi phí là 2.700.000 đồng, nhà Marisa sẽ ưu đãi chỉ còn mức giá là 1.550.000 đồng thôi. Combo C1 là combo hỗ trợ là làm sạch cái làn da và bảo vệ làn da, chỉ còn với chi phí là 999.000 đồng, bao gồm 4 món sản phẩm sữa mặt, kem chống nắng, tẩy trang, tẩy khô chết. Và combo F4 từ giá là 3.139.000 đồng, nhà Marisa sẽ ưu đãi luôn cho các chị, chỉ còn với chi phí là 2.200.000 đồng thôi. Chưa hết đâu các chị yêu nha, khi mà các chị yêu mua hóa đơn càng cao thì ưu đãi càng khủng. Mua hóa đơn trên 2.500.000 đồng, nhà Marisa sẽ ưu đãi luôn cho các chị là tặng ngay một thẻ chăm sóc da bằng công nghệ cao trị giá 800.000 đồng, và thẻ chăm sóc da này sẽ có giá trị hóa đơn trong vòng 6 tháng. Khi mà các chị mua hóa đơn trên 3.500.000 đồng, nhà Marisa ngoài tặng thẻ chăm sóc da bằng công nghệ cao ra thì nhà Marisa sẽ tặng thêm cho các chị một chai chai sữa tắm hoặc chai siêu sản lượng của nhà Marisa trị giá là 400.000 đồng. Vậy thì các chị ơi, mình dùng hóa đơn lại cho em, mua càng nhiều được hưởng ưu đãi càng sâu nha. Đối với dịch vụ của nhà Marisa thì đi càng đông giảm càng nhiều, còn nếu quý vị chịu nào mua ngay tại livestream này có thể để lại cho em, mua khung mày để lại cho em, khung mày kèm số này, mua khung môi để lại cho em, khung môi kèm số này. Khung mày của nhà Marisa sẽ áp dụng công nghệ mới nhất các chị, là khung mày chạm hạt xương bay, không đau không sưng không chảy máu, thấy bình ở thấy mực không đẹp, thấy nhát thấy khung, thấy màu cũng thấy mực các chị nha. Tạo cho chị một cái hàng chân mày xinh, một hàng chân mày đẹp, từ chi phí là từ giá là 1.600.000 đồng, nhà Marisa sẽ ưu đãi luôn đó chị, chỉ còn với chi phí là 630.000 đồng. Nếu như các chị mua ngay tại livestream này, khung môi của nhà Marisa sẽ ưu đãi 30% ngay tại livestream này, chỉ còn với giá là 910.000 đồng thôi. Khung quý vợ chồng tạo cho đôi mắt to tròn hơn, chỉ còn với giá là 420.000 đồng. Dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ cao, mọi làn da đều có thể chăm sóc được, nào là nám, sạm, cả da môi, hoặc làn da của mình đang bị ngùng, làn da của mình đang bị sẹo đổ, sụp hình kem, cái dịch vụ chăm sóc da bằng công nghệ cao để lại cho em. Chăm sóc da kèm sản xuất ngoài chỉ còn với chi phí là 560.000 đồng thôi, và hóa đơn dịch vụ sẽ free ship về tận nhà luôn đó chị. Giá trị hóa đơn dịch vụ trong vòng 4 tháng, chủ động thời gian em, trong vòng 4 tháng này thì lúc nào cũng được có chơi áp. Về thời gian diễn ra chương trình của nhà Marisa sẽ là từ ngày 10/6 cho đến hết ngày 18/6, tức là hôm nay là ngày nhà Marisa đấy. Chương trình đã được 4 ngày rồi, nên những chị yêu nào mà chưa tranh thủ về đến được với nhà Marisa thì mình nhanh tay đến với nhà Marisa. 15 chị nhánh trên toàn quốc để được làm dịch vụ chị yêu nha. Và hiện tại nhà Marisa tới bây giờ rồi mà những khách vẫn đầy không quên, bất cứ xíu nào cho ai. Tại vì những khách càng đông chứng minh cho chất lượng sản phẩm cũng như dịch vụ của nhà Marisa, phải làm đẹp, phải làm xinh và sản phẩm phải có tốt thì khách hàng mới tin tưởng tới đến với nhà Marisa đông như vậy các chị yêu nha. Và nhiều chị sợ là đông như vậy tới có chờ lâu hay là không. Khách hàng nhà Marisa rất là đông, nếu chị có thấy không ạ, các chị quan sát em nha, nhân viên của nhà Marisa đông không kém đâu. Về nhân viên nhà Marisa sẽ hỗ trợ chị tư vấn về để không để các chị có chờ đợi lâu đúng chịu nha. Về trước khi đến với nhà Marisa, đầu tiên các chị sẽ phát số thứ tự trước, sau đó vào sảnh chờ đến số thứ tự mình, sau đó đến vào ngoài tư vấn nha. Về sau khi được tư vấn xong, nhà Marisa sẽ có nhân viên bộ phận dẫn lên phòng nhìn cho các chị để làm cho các chị một hàng chân mày đẹp, để làm cho các chị một hàng chân mày xinh các chị yêu nha. Không khí khách của nhà Marisa thì rất là náo nhiệt đúng không ạ, vẫn chưa bao giờ là hạ nhiệt hết con nhé. Khách của nhà Marisa lúc nào cũng đông như này, và không riêng gì là một chi nhánh đâu, mà em ở đây là em chỉ live tại một cái tầng lầu tiếp khách thôi, cũng như là tại một chi nhánh thôi, cũng như là những cái livestream của nhà Marisa thì có rất là nhiều livestream xem cho tất cả các chị mình xem về lượng khách ở tại nhà Marisa nó vô cùng là nhiệt như thế nào đúng không ạ. Hòa chung không khí nhiệt như thế này thì thân mời tất cả các chị em mình nha, hãy đến liền với chi nhánh nhà Marisa để tham gia vào cái lễ hội làm đẹp của nhà Marisa luôn nhá. Hiện tại Marisa đang diễn ra chương trình ưu đãi khủng nhất trong năm, giảm sâu giảm mạnh cho toàn bộ sản phẩm và dịch vụ tại nhà Marisa. Chương trình này sẽ được áp dụng cho toàn bộ hệ thống của nhà Marisa. Khi chúng ta đến trực tiếp tại nhà Marisa với nhóm 1 người sẽ được giảm 30% dịch vụ, với nhóm 2 người sẽ được giảm 40% dịch vụ. Đặc biệt khi đi nhóm 3 người, chị em chúng ta sẽ được giảm sâu 50% cho tất cả các dịch vụ làm đẹp luôn ạ. Và yên tâm, đi trước làm trước, đi sau làm sau, Marisa sẽ đảm bảo quyền lợi cho tất cả các chị em mình theo số thứ tự nha. Và nãy giờ thì livestream cũng rất là nhiều rồi đúng không ạ? Cho tất cả các chị em mình thấy được người thật việc thật lượng khách thật của nhà Marisa như thế nào. Đây chúng ta có niềm tin, có động lực chọn địa chỉ nhà Marisa để gửi gắm nhan sắc cho mình nha. Và hẹn gặp lại tất cả các chị em mình ở những buổi livestream tiếp theo của nhà Marisa. Xin chào và hẹn gặp lại luôn ạ.